nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội hân hoan mừng lễ Chúa Giáng sinh. Chúa đến để mang niềm vui, hạnh phúc cho con người. Bởi vì sau khi Adam Eva phạm tội, con người đã đi vào trong bóng tối của tội lỗi và sự chết. Thì Chúa Kitô Ngài đến để soi sáng ánh sáng vào trong đêm tối tội lỗi đó, để chúng ta được ra ánh sáng và nhận lại tình thương của Thiên Chúa đã bị đánh mất do tội nguyên tổ. Chúng ta dâng lời tạ ơn tình thương của Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta nhân dịp lễ Giáng sinh này. Và đồng thời qua lễ Giáng sinh này, chúng ta nhìn vào hang đá cảm thấy một cái tình thương vô bờ bến của con Thiên Chúa làm người, để mời gọi mỗi người biết yêu thương nhau. Với tâm tình đó, hôm nay trong thánh lễ này, tất cả tôi cùng với ông bà anh chị em dâng lên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân Chúa đã ban cho tất cả chúng ta, cho giáo xứ được luôn luôn sự bình an và hồng ân của Thiên Chúa. Và đồng thời qua thánh lễ này, chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau, nhờ ơn Chúa Giáng sinh chúng ta sẽ được bình an, mang niềm vui của mùa Giáng sinh đến anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Với tâm tình đó, chúng ta cùng sám hối lỗi lầm thiếu sót để xin Chúa thứ tha, xứng đáng cử hành thánh lễ. Vinh danh. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con Chúa cha con ơi.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thanh này bừng lên rạng rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng sinh soi rèn, mai sau cũng được cùng con một Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Dân tộc bước đi trong u tối đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui. Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi đem của chiến được về phân chia. Vì cái ắt nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng của kẻ áp bức, Chúa sẽ nghiền nát ra như trong ngày chiến thắng Madian. Bởi lẽ mọi chiếc giày đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm đẫm máu đào sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa. Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng tôi, và một người con đã được ban tặng cho chúng tôi. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi tên người là Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người cha muôn thuở, Ông vua thái bình. Người sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh thái bình sẽ vô tận. Người sẽ ngự trên ngai vàng của David và trong vương quốc người, để củng cố và tăng cường trong sự công minh chính trực, ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa Thiên Binh sẽ thực thi điều đó. Đó là lời Chúa. Chúng ta, người đem đến cho nhân chứng.
trời hãy vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng chim ca, đồng ruộng xanh cùng hoa trái, rừng già tùm cây cối hãy reo lên, hãy vui lên, nào hãy hoan reo mừng Thiên Chúa chúng ta. Này người ngự đến, này người ngự đến, sẽ giữ trần gian, người sẽ giữ địa cầu theo đường công chính, người sẽ giữ muôn dân, người sẽ giữ muôn loài theo luật chân lý của người. Bài chích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi Tito. Ân sủng của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã xuất hiện cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục để sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này. Khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện sự vinh quang của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là đấng cứu độ chúng ta, người đã hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác, luyện sạch chúng ta thành một dân tộc xứng đáng của người, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Caesar Augustino ban ra truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là luật kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm tổ yến sứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilee,
trở về quê quán của David gọi là Bethlehem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng David, đã để khai kiểm tra cùng với Maria bà người đang có thai. Sự việc xảy ra là trong lúc ông bà đang ở đó thì Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà đã đã sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Và vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán, bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng bên họ và nói: ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa bao tỏa chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó là tin mừng cho cả toàn dân. Hôm nay Chúa Kitô đấng cứu thế đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của David, và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người: các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc cùng các thiên thần có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, sau 4 tuần lễ của mùa vọng, giáo hội mời gọi chúng ta với một cái tâm tình chuẩn bị như thế nào để đón Chúa đến. Không phải là ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh, mà là lần thứ 2018 lần chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Nhưng mà giáo hội muốn mời gọi ông bà anh chị em chuẩn bị tâm hồn của mỗi người chúng ta đón Chúa đến với giờ phút cuối cùng của con người. Đây là một cái thực tế và diễn ra từng ngày, từng giây và từng phút trong cuộc đời của con người. Tôi cũng như ông bà anh chị em, có những giây phút nào đó mình không ngờ Chúa sẽ đến. Cái niềm vui hạnh phúc là chúng ta được về hưởng hạnh phúc với Chúa ở trên nước trời. Cái niềm vui hạnh phúc là chúng ta được sống đời đời với Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương. Do đó vấn đề chuẩn bị là một điều tối quan trọng của mỗi người chúng ta khi Chúa đến. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm lần thứ 2018 Chúa Giáng sinh làm người. Chúng ta đặt câu hỏi: tại sao Thiên Chúa lại làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi? Có lẽ phải trả lời là vì con người chúng ta mà Chúa phải xuống thế làm người. Để làm gì? Để giải thoát con người khỏi tội và sự chết. Cái tội và sự chết đã ăn sâu vào con người nhân loại chúng ta từ khi Adam Eva phạm tội. Trước đó thì Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài. Ngài yêu thương, Ngài săn sóc, Ngài vỗ về, Ngài an ủi, Ngài cho hưởng mọi sự hạnh phúc ở trên vườn địa đàng. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em,
con người chúng ta lại muốn hạnh phúc hơn cái mà Thiên Chúa ban cho. Do đó con rắn, ma quỷ hiện ra con rắn để cám dỗ ông bà nguyên tổ, muốn bằng và hơn Thiên Chúa và biết mọi sự hơn Thiên Chúa. Một cái ý tưởng đánh vào tâm lý và ước muốn của con người. Ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng biết mọi sự, không ai là không muốn. Có ai muốn nghèo không? Có ai muốn đau khổ không? Không. Muốn hạnh phúc, muốn bình an và biết mọi sự. Do đó ma quỷ đã cám dỗ để rồi con người gạt bỏ lệnh truyền của Thiên Chúa, lệnh cấm của Thiên Chúa, bất trái cấm mà Thiên Chúa nói không được ăn. Chừng nào ngươi ăn sẽ chết. Thưa quý ông bà, anh chị em, Adam Eva không thể chấp nhận ăn sẽ chết, không bao giờ ăn sẽ chết. Ma quỷ nói cái điều đó, không, ăn rồi sẽ biết mọi sự, chứ không chết. Nó phản lại lời của Thiên Chúa nói với ông Adam, chừng nào ngươi ăn trái này ngươi sẽ chết. Còn ma quỷ nói ăn và sẽ không phải chết và biết mọi sự như Thiên Chúa. Chính vì thế mà bà Eva đã bất trái cấm, để rồi ăn rồi đưa cho chồng. Và ăn rồi thì thưa quý ông bà anh chị em, biết cái gì? Biết cái gì đầu tiên? Đó là con người trần truồng, tội lỗi. Đấy, biết mọi sự đầu tiên đó là con người trần truồng và tội lỗi. Và từ đó cái tội lỗi đã đưa cái con người xa rời tình yêu của Thiên Chúa. Chúa đã đuổi hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng, sống trong bóng tối của tội lỗi và sự chết. Và từ đó không còn bao giờ nhận lại được tình thương của Thiên Chúa nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, thất vọng, tuyệt vọng. Chính vì thế Thiên Chúa Ngài là Cha, Ngài yêu thương, mặc dầu con cái nó tội lỗi, nó phản bội, nhưng Ngài yêu thương nó. Mặc dầu cái công bằng mà Thiên Chúa phải phạt, mày lỗi thì tao phải phạt, mày không vâng lời thì tao phải phạt, cũng như cha mẹ phạt và răn đe con cái để nó nên tốt, chứ không phải là ghét bỏ. Thiên Chúa đuổi ông bà Adam ra khỏi vườn đèn không phải là để ghét bỏ, là vi phạt cái tội không vâng lời. Do đó Thiên Chúa đã ban nha cho con người một cái hình ảnh người phụ nữ đạp dập đầu con rắn. Và cái người phụ nữ đó mà ngày hôm nay chúng ta hình ảnh Đức Maria. Nhưng rồi thưa quý ông bà anh chị em, chờ mong hy vọng chán nản và thất vọng. Bao nhiêu năm trời, bao nhiêu thế hệ con người chờ mong xem Chúa có thương không. Càng mong thì càng thất vọng. Nhưng lóe lên một cái tin vui, đó là tiên tri Isaiah loan báo một người phụ nữ sẽ sinh một người con trai và đặt tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Một cái tin vui đối với người Do Thái và tin vui của toàn thể nhân loại. Chúa đã ghé mắt thương, Chúa đã đoái nhìn và tha thứ cho con người. Nhưng rồi lại thất vọng. Chúa nói một phụ nữ sinh một con trai, để rồi không thấy động tĩnh gì hết.
Mãi 600 năm sau, ở Nazareth, Thiên thần Gabriel đến với một thiếu nữ 16-17 tuổi tên là Maria. Bà sẽ thụ thai một con trai và đặt tên con trẻ là Giê-xu, nghĩa là Đấng Cứu Thế. Đấy, niềm hy vọng đã đến. Bây giờ là thực sự, chứ không phải là loan báo xa vời nữa. Và hy vọng đó đã được thực hiện. Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngay từ lời này tôi là tôi tớ, tôi xin vâng như lời Thiên Chữ Truyền. Chúa Kitô đã xuống thế làm người. Và ngày hôm nay toàn thể giáo hội kỷ niệm lần thứ 2018 Chúa Kitô xuống thế, đáp lại cái tình thương của Thiên Chúa đối với con người. Mà giờ Chúa Kitô cũng thế, mà con người được lôi kéo trở lại nhận Thiên Chúa là Cha và Thiên Chúa ban ơn, để rồi tất cả mọi người nhân mình là con Thiên Chúa và là anh em với nhau. Tình thương của Thiên Chúa cao vời biết chừng nào đối với con người nhân loại chúng ta. Hôm nay giáo hội chúng ta mừng kỷ niệm ngày Chúa giáng trần để gợi lên một cái lịch sử mà Thiên Chúa đã định cho con người ngay từ khi Adam Eva phạm tội, để rồi ngày hôm nay sự mong chờ, sự hy vọng đã được thực hiện. Chúa đã đến với con người nhân loại chúng ta. Ngài đến để mang sự an vui, để mang sự bình an. An vui và bình an cho những người thành tâm thiện trí. Chứ những người không thành tâm thiện trí thì không bao giờ có bình an, có hạnh phúc, bình an mà Chúa mang đến nhân dịp ngày lễ Giáng sinh, là bình an thực sự trong tâm hồn những con người có thiện trí đón nhận. Đấy là một cái tiến trình lịch sử mà Thiên Chúa thể hiện cái tình yêu của Ngài một cách cụ thể và trọn vẹn cho con người chúng ta. Và từ đây trở đi, con người bắt đầu có một niềm hy vọng, và niềm hy vọng đó ở với con người, đó là ngôi hài Thiên Chúa làm người. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ Giáng sinh là một dịp là chúng ta cảm tạ được tình thương của Thiên Chúa, và đồng thời chúng ta phải đáp lại cái tình thương đó như thế nào. Chúa ban ơn mà mình nhận ơn, phải nhận ơn đó như thế nào. Cảm ơn không đủ mà chúng ta phải thực hiện cái đời sống của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đối với Thiên Chúa và đối với anh em. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vậy thì sau 4 tuần lễ của mùa vàng, chúng ta đã chuẩn bị để đón nhận tình thương hồng ân của Thiên Chúa để Giáng sinh. Chớ gì mừng lễ Chúa Giêsu là một bài học để mời gọi mỗi người chúng ta nhìn vào hang đá mang cỏ, để chúng ta thấy con người là Thiên Chúa đã sinh ra như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em, để chúng ta cảm nhận được cái tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa đối với con người. Sinh ra làm người để mang lại sự bình an, để mang lại niềm vui và mang lại hạnh phúc. Chúng ta cảm ơn Chúa cái điều đó. Và đồng thời mỗi người chúng ta trở về với cuộc sống là chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa. Chính cái tình yêu đó đã và sẽ mời gọi mỗi người chúng ta đến với Chúa nhiều hơn và thực hiện cái điều mong ước của Thiên Chúa là các con hãy yêu thương nhau. Và chính tình yêu thương đó mà Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Xin mời cộng đoàn chúng ta đứng dậy tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời,
sống đời, tôi tin hằng sống vậy. Anh chị em thân mến, hòa với niềm vui chung của anh chị em Kitô hữu trên toàn thế giới trong đêm Giáng sinh này, chúng ta cùng dâng lên ngôi hai Thiên Chúa làm người những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta. Trong đêm cực thánh này, Đức Giêsu Kitô đem tình yêu thần linh của Ngài đến xoa dịu những tâm hồn tan nát vì đau khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm của tình yêu cao cả, luôn hướng dẫn các vị mục tử trong việc lãnh đạo dân Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Trong đêm hồng phúc này, Đức Giêsu Kitô đem niềm vui đến an ủi những ai buồn sầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang buồn phiền vì bệnh tật, đang hụt hẫng vì gặp thất bại trên đường đời, tìm được niềm vui trong đêm Giáng sinh này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Trong đêm tràn ngập ánh sáng này, Đức Giêsu Kitô là ánh sáng trần gian đến chiếu soi những ai đang ngòn ngồi trong bóng tối của tội lỗi. Chúng ta hợp lời cầu xin cho tình yêu của ngôi lời nhập thể giúp những người tội lỗi quán cải đời sống của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Trong đêm tràn ngập niềm vui này, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban bình an cho hết thảy mọi người đang sống trên thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời. Lạy Chúa Giêsu hội đồng, vì yêu thương mà Chúa đã giáng sinh làm người để cứu chuộc chúng con, xin cho tình yêu kỳ diệu của Chúa luôn hướng dẫn và nâng đỡ chúng con trong cuộc sống, làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Con xin dâng đôi bàn tay nhỏ bé, con xin dâng đời con một chút thôi, đáng tri ân tình, tình yêu thương Ngài dành cho thế nhân. Ngài sáng thêm cho đời vui tiếp cận, cho tình yêu đã hòa, trời hồng ân. Buồn vui hôm nay con nguyện dâng về Chúa, dâng tương lai con bao điều khó khăn, tiến dâng lên Ngài, lòng đơn sơ ngập tràn bao ý thơ. Ngài dâng thêm cho đời vui tiếp cận, cho tình yêu đã hòa,
chị em hãy cầu nguyện, đây lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận của lạy chúng con cùng dâng tiên trong đêm Giáng sinh này, và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thế, xin cho chúng con được nên giống Đức Giêsu là đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân Người, Người hằng sống và hiến trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hậu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đang phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì mầu nhờ mầu nhiệm ngôi hai nhập thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ Người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và thông lành thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa thật là đấng thánh và muôn vật đã tác thành, tác tạo đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ cùng nên dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần đoái thương thanh hoa nhận của lễ chúng yêu thương ban, để trở nên mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thừa lãnh Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này trong đêm bị nộp Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình tài sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Thế là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi ghi nhớ của khổ hình sinh ân cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa y lễ hằng sông và thanh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đoái nhị niên lễ hội thanh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa đã muôn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và mau con Chúa được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa thánh thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiền vinh, cùng với Thánh Ân Tôn và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa cho của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương cho hội thánh Chúa trên đường lữ thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức men, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Quan Giuse, Đức Cha Louis chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mắc khắp nơi về với Chúa. Xin Cha thương đến những anh chị em chúng con đã ly trần, và mỗi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Chúa mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết tay vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lành Chúa cứu thế và theo thể đứng người dậy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha hạ sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dột, nhưng cứ chúng con xa khỏi sự dơ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dơ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Ông bà anh chị em hãy chúc bình an Chúa Giáng sinh cho nhau. Chiêm Thiên Chúa đã đứng xa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, công đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đấng Cứu Độ trần gian, xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng Người đã đến, hầu mai sau được cùng Người hưởng phúc vinh quang, Người hằng sống và hiến trì muôn đời. Trước hết xin chúc mừng Giáng sinh mang lại niềm vui cho tất cả quý ông bà anh chị em, và đồng thời xin cho chúng tôi gửi lời của lãnh đạo quận và phường cũng qua tôi gửi lời chúc Giáng sinh đến cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Chúng ta cũng cảm ơn chính quyền đã có nhà ý chúc mừng Giáng sinh của giáo xứ chúng ta. Và một lần nữa xin Chúa ban tràn đầy niềm vui hạnh phúc cho ông bà anh chị em nhân ngày mừng lễ cho Giáng sinh, và hy vọng cái niềm vui đó luôn luôn hiện diện trong cuộc đời, trong gia đình và trong xứ của chúng ta. Giờ đây chúng ta sốt sắng đánh nhận ơn của Chúa qua phép lành. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa vô cùng thiên hào đã nhờ con của Ngài nhập thế mà xua đuổi bóng tối trần gian, nhờ con của Ngài giáng sinh vinh hiền mà sáng soi đêm cực thanh này. Xin Ngài xoa tan bóng đen tột sâu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức. Thiên Chúa đã muốn nhờ thánh thần loan báo các cho các mục đồng niềm vui trong đời. Ngày Chúa giáng sinh đem lại ơn cứu độ, xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thế con Ngài mà nối kết đất với trời, xin Ngài ban cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài, và xin Ngài làm cho anh chị em được giữ phần với hội thánh trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Chúa đã giáng trần. Alleluia. Tiếng mà sắp vang. Alleluia. Chúa đã Hallelujah.